Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhất Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, cà phê có lợi hay là có hại cho sức khỏe tình dục đây? Hãy xem video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Quý vị và các bạn thân mến, tương tự như các loại thuốc, cà phê in cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Do đó cần tiêu thụ chúng ở mức độ vừa phải nhằm tránh được những ảnh hưởng bất lợi mà cà phê in mang lại. Ở liều lượng thấp thì caffeine có thể cải thiện khả năng ghi nhớ ngắn hạn và kích thích hoạt động của hệ thần kinh. Caffeine còn giúp đánh bại mệt mỏi khi sử dụng ở mức vừa phải, làm giảm buồn ngủ và khiến cho cơ thể hoạt động nhanh nhẹn hơn. 3 ly cà phê mỗi ngày được xem là liều lượng tiêu chuẩn và điều này có thể mang lại nhiều lợi ích nổi bật, không gây rắc rối cho sức khỏe. Lợi và hại, liều lượng có lợi cho cà phê là gì? Caffeine là một chất gây nghiện, chính vì vậy những triệu chứng cho tình trạng nghiện sẽ xuất hiện nếu như bạn không duy trì cung cấp chất caffeine cho cơ thể mỗi ngày. Đau đầu chính là biểu hiện phổ biến nhất. Cảm giác mệt mỏi, uể oải và dễ cáu kỉnh cũng là một trong biểu hiện của chứng nghiện caffeine. Uống cà phê là không bao gồm loại đã tách chất caffeine, trước khi đi ngủ có thể làm bạn mất ngủ trong thời gian dài. Caffeine còn làm suy giảm được lượng canxi trong xương, làm giảm khả năng hút lại canxi của thận. Các kết quả nghiên cứu cho thấy caffeine còn có thể làm giảm lượng sắt trong cơ thể con người bằng cách ngăn chặn khả năng hấp thụ của cơ thể. Đây là một trong lý do chính giải thích tại sao bạn không nên tiêu thụ nhiều những loại thực phẩm chứa nhiều caffeine trước bữa ăn. Caffeine và sức khỏe tình dục. Như đã nói ở trên thì việc tiêu thụ một lượng nhỏ chất caffeine có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống sinh lý, tương tự như việc giúp cho chúng cơ thể năng động này có nhiều năng lượng hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Caffeine có thể nâng cao được khả năng chịu đựng của cơ thể và điều này chắc chắn là một ảnh hưởng tích cực đối với các hoạt động tình dục. Khi được sử dụng điều độ thì caffeine có thể cải thiện được những biểu hiện khác thường trong vấn đề về cương cứng của dương vật ở nam giới một cách tạm thời. Nếu dùng với liều lượng cao thì caffeine có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục của con người. Mặc dù ở tỷ lệ caffeine cao có thể kích thích tuyến thượng thận hoạt động mạnh hơn, điều này sẽ làm cho các hormone vốn chỉ được phóng thích trong những lúc bị stress xuất hiện tràn ngập ở não và toàn bộ cơ thể. Sự xuất hiện của những hormone này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tình dục và làm suy giảm khả năng ham muốn. Caffeine còn có thể gây kích ứng, chán nản và mang đến cảm giác bồn chồn, thao thức nếu dùng với lưu lượng cao. Tất cả những yếu tố này đều là những nguyên nhân tích cực làm giảm những cảm xúc về tình dục. Cái tốt nhất là bạn nên uống những đồ uống không chứa caffeine. Điều này giúp cho cơ thể luôn ổn định và không làm xuất hiện những hormone gây căng thẳng thần kinh, mặc dù ở mức độ thấp. Caffeine không chứa đựng những nguy cơ gây hại cho sức khỏe tình dục. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì ngoài thông tin trên thì hôm nay tôi xin chia sẻ về Nhất Nam Dương. Với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời, Nhất Nam Dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu và xuất tinh sớm. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Nhất Nam Dương là sản phẩm được bình chọn nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên tiêu chuẩn nguồn gốc dược liệu thiên nhiên để mang đến sự an toàn lành tính cho người dùng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo dược sâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngải tầm đực và nhục thông dung, sản phẩm chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Vậy nguồn gốc của Nhất Nam Dương là gì? Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên 7 thuốc đông y gia truyền của dòng họ Nguyễn theo công thức quân thần đá sứ do lương y Trần Thị Lý phát triển thành thành phẩm. Tất cả thành phẩm tạo nên sản phẩm đều là 100% nguồn gốc thiên nhiên, không gây biến chứng hay tác dụng phụ khi dùng. Vậy cách sử dụng ra sao? Mỗi ngày uống 2 viên, mỗi viên một lần vào buổi trưa và buổi tối sau ăn 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhất Nam Dương các bạn có thể mua qua hotline hoặc Zalo số 034 404 5117 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.